Chào mừng các em đến với tiết học môn giáo dục công dân trên truyền hình. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Hoàng Thị Phương Diễm, giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế. Để tiết học của chúng ta có hiệu quả, cô xin lưu ý với các em một số nội dung như sau. Lưu ý thứ nhất, các em mở sách giáo khoa trang 11, vở ghi chép, vở nháp. Lưu ý thứ hai, trên màn hình ở góc trái có biểu tượng hình quyển vở và cây bút là nội dung các em cần ghi vào vở. Lưu ý thứ ba, trên bài giảng của cô sử dụng phiếu học tập thì các em sử dụng vở nháp để làm thay cho phiếu học tập. Bây giờ chúng ta tiếp tục với bài 2, yêu thương con người. Trong tiết học trước, các em đã tìm hiểu thế nào là yêu thương con người. Yêu thương con người là sự quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho những người xung quanh, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Tình yêu thương con người được biểu hiện như thế nào trong cuộc sống hàng ngày? Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu mục 2, biểu hiện của tình yêu thương con người. Để tìm hiểu nội dung của tiết học này, cô mời các em đến với hoạt động khởi động. Các em quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi. Khi quan sát hình ảnh, em liên tưởng đến câu ca dao tục ngữ nào nói về yêu thương con người. Với hình ảnh 1, chúng ta liên tưởng đến câu bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Với hình ảnh thứ 2, chúng ta sẽ liên tưởng đến câu lá lành đùm lá rách. Hai câu ca dao tục ngữ trên cho chúng ta thấy tình yêu thương con người được thể hiện bằng tình cảm yêu thương, sự chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau, không chỉ ở trong gia đình mà còn ở bên ngoài xã hội. Cụ thể như thế nào, cô mời các em sang hoạt động tiếp theo. Nhiệm vụ của hoạt động này với các em như sau. Bước 1, các em mở sách giáo khoa trang 11, quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi. Hãy mô tả nội dung và đặt tên cho từng bức tranh. Bước 2, hoàn thành phiếu học tập. Phiếu học tập của chúng ta gồm mô tả hình ảnh, đặt tên cho hình ảnh. Sau đây là một số gợi ý trả lời phiếu học tập. Cô mời các em theo dõi. Với hình ảnh 1, cầu học sinh dắt bà cụ qua đường. Chúng ta có thể đặt tên giúp đỡ người khác hoặc là giúp đỡ người già. Hình ảnh 2, một người bị ngất trên đường nhưng những người xung quanh không ai quan tâm giúp đỡ. Chúng ta có thể đặt tên vô cảm hoặc là vô tâm. Với hình ảnh thứ 3, bạn học sinh đẩy xe lăn đưa người bạn tật nguyền đến trường. Chúng ta có thể đặt tên cho hình ảnh cảm thông, chia sẻ hoặc là tình bạn tươi đẹp. Hình ảnh thứ 4, chàng trai đang hiến máu nhân đạo. Chúng ta có thể đặt tên sẵn sàng giúp đỡ hoặc là giọt hồng yêu thương. Hình ảnh thứ 5, các bạn học sinh trao quà cho người gặp khó khăn. Chúng ta đặt tên cho hình ảnh chia sẻ khó khăn. Hình ảnh thứ 6, người đàn ông chửi mắng một bé gái. Chúng ta có thể đặt tên cho hình ảnh này là tuổi thơ bất hạnh. Vậy theo các em, trong những hình ảnh trên, bức tranh nào thể hiện tình yêu thương con người? Bức tranh nào không thể hiện tình yêu thương con người? Bức tranh thể hiện tình yêu thương con người là bức tranh 1, 3, 4, 5. Đây là những hành động chúng ta cần học tập noi theo. Bức tranh không thể hiện tình yêu thương con người là 2, 6. Đây là những việc làm thiếu tinh thần trách nhiệm chúng ta cần lên án, phê phán. Qua đó, chúng ta thấy tình yêu thương con người không chỉ thể hiện bằng việc làm, hành động mà còn thể hiện qua lời nói, thái độ. Trong giao tiếp hàng ngày, tình yêu thương con người được thể hiện qua những lời nói, động viên, câu hỏi han như "Không sao đâu, sẽ ổn thôi, mình có thể giúp bạn được không? Mình luôn bên bạn, cháu có thể giúp được gì cho bạn không ạ?" Về việc làm, tình yêu thương con người có thể biểu hiện thông qua những việc như con cháu chăm sóc ông bà cha mẹ khi ốm đau, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ người khuyết tật, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Và về thái độ, tình yêu thương con người được thể hiện qua sự quan tâm, cảm thông chia sẻ, lo lắng, biết đồng cảm, giúp đỡ người xung quanh. Và trong mỗi chúng ta, tình yêu thương con người nó được biểu hiện trong mỗi hoàn cảnh nó khác nhau. Tình yêu thương con người nó được biểu hiện ở trong 3 mối quan hệ chính: ở trong gia đình, ở nhà trường, ở xã hội. Cụ thể như thế nào, cô mời các em quan sát một số hình ảnh và trả lời câu hỏi sau. Qua những thông tin mà các em vừa tìm hiểu và bằng trải nghiệm thực tế, ở mỗi môi trường các em đã có những biểu hiện việc làm cụ thể nào thể hiện tình yêu thương con người? Hãy hoàn thành phiếu học tập sau. Phiếu học tập, mối quan hệ, biểu hiện và ví dụ. Chúng ta có 3 mối quan hệ: gia đình, nhà trường và xã hội. Mời các em quan sát hình ảnh. Trong mối quan hệ gia đình, đây là hình ảnh cha mẹ đang đồng hành cùng con trong học tập. Đây là hình ảnh người mẹ đang bị ốm, con đã có những lời động viên, có những việc làm để giúp mẹ mình mau khỏe. Ở môi trường, nhà trường, các bạn đã biết giúp đỡ nhau trong học tập, đôi bạn cùng tiếng. Thầy cô giáo đã dìu dắt giúp đỡ các em trong học tập và rèn luyện. Trong môi trường xã hội, hình ảnh đây là điểm gạo ATM miễn phí dành cho người gặp khó khăn. Đây là hình ảnh của các đoàn viên quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020. Vậy qua quan sát các hình ảnh vừa rồi, các em hoàn thành phiếu học tập. Sau đây là một số gợi ý trả lời phiếu học tập. Cô mời các em quan sát màn hình. Trong mối quan hệ gia đình, tình yêu thương con người được biểu hiện qua sự quan tâm, chăm sóc, động viên, lo lắng. Ví dụ minh họa như con cháu chăm sóc ông bà cha mẹ khi ốm đau, như cha mẹ động viên con cái học tập, như biết nói lời yêu thương, cảm ơn, vân vân. Trong mối quan hệ nhà trường, tình yêu thương con người được biểu hiện qua sự quan tâm, chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ. Ví dụ, ủng hộ, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau trong học tập như đôi bạn cùng tiếng. Thầy cô yêu thương dạy dỗ các em trở thành học sinh chăm ngoan, học giỏi, vân vân. mối quan hệ xã hội, tình yêu thương con người, nó được biểu hiện thông qua sự giúp đỡ, yêu thương, đồng cảm, cảm thông, chia sẻ. Ví dụ như giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người khuyết tật, tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, bị nhiễm chất độc màu da cam, vân vân. Vậy biểu hiện của tình yêu thương con người là gì? Biểu hiện của tình yêu thương con người là sẵn sàng giúp đỡ, cảm thông và chia sẻ những khó khăn, đau thương của người khác. Dìu dắt giúp đỡ những người mắc sai lầm để họ tìm ra điều đúng đắn. Biết hy sinh quyền lợi của bản thân cho người khác. Yêu thương con người còn biểu hiện trong thực tế như biết tha thứ, khoan dung cho những sai trái, lỗi lầm của người khác. Bây giờ chúng ta sang hoạt động tiếp theo. Các em xem đoạn phim và trả lời câu hỏi. Em có suy nghĩ gì sau khi xem đoạn phim? Hôm qua tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động chương trình Sóng và Máy tính cho em, được tổ chức theo hình thức trực tuyến với đầu cầu 63 tỉnh, thành phố. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện và điều kiện học tập trực tuyến, nhất là các khu vực đang thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội. Chương trình Sóng và Máy tính cho em nhằm xây dựng phương án hỗ trợ các nhà trường, giáo viên, học sinh, sinh viên tiếp cận hạ tầng số, dịch vụ truy cập Internet tốc độ cao, an toàn, dễ sử dụng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học trực tuyến, vận động cung cấp hỗ trợ máy tính và các thiết bị công nghệ miễn phí dung lượng cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và triển khai học trực tuyến. Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng và Nhà nước chia sẻ với các gia đình, các em học sinh đang phải đối mặt với những khó khăn để thích ứng với việc học trong điều kiện dịch bệnh. Một trong những vấn đề nảy sinh khi tổ chức dạy học trực tuyến tại những địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh là thiếu thiết bị học và sóng. Điều này có thể dẫn đến hệ quả thiếu công bằng trong tiếp cận giáo dục, ảnh hưởng tới chất lượng dạy và học. Vì vậy, Thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa của chương trình. Ngoài việc hỗ trợ thiết bị cho các em có hoàn cảnh khó khăn, chương trình còn góp phần mở mang tri thức, phát triển kinh tế số, xã hội số. Thủ tướng kêu gọi sự chung tay hưởng ứng hỗ trợ của cả xã hội và đề nghị các bộ ngành, địa phương vào cuộc tích cực, trách nhiệm, quan tâm đến việc mở cửa trường học an toàn. Thủ tướng tin tưởng chương trình Sóng và Máy tính cho em sẽ là thông điệp lan tỏa lòng nhân ái, truyền đi năng lượng tích cực, ý nghĩa nhân văn đến với cộng đồng để góp phần xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Sau lễ phát động, các doanh nghiệp, các bộ ngành địa phương và một số tổ chức đã hỗ trợ chương trình hơn 1 triệu chiếc máy tính trị giá hơn 2.500 tỷ đồng. Sau khi xem đoạn phim thì các em có suy nghĩ gì? Qua đoạn phim thì các em đã thấy Thủ tướng đã ra lời kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện phương tiện trong học tập trực tuyến. Lễ phát động chương trình Sóng và Máy tính cho em lan tỏa lòng nhân ái và truyền năng lượng tích cực, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, các doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương và một số tổ chức đã hỗ trợ hơn 1 triệu máy tính và miễn phí truy cập Internet cho học sinh, vân vân. Qua những nội dung mà chúng ta vừa theo dõi, theo em, xuất phát từ đâu mà những người đó có thể làm được những việc tốt và trao đi tình yêu thương? Họ làm được như vậy là xuất phát từ lòng nhân hậu, yêu thương con người, sự đồng cảm, mong muốn xã hội tốt đẹp hơn, mong muốn cộng đồng nhân ái. Đây là truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta. Các em cần giữ gìn và phát huy nhiều hơn nữa. Khi có đồ dùng mà bạn mượn không cho thì ta gọi là gì? Ta gọi đó là ích kỷ. Ích kỷ là một trong những biểu hiện của trái với yêu thương con người. Vậy trái với yêu thương con người trong cuộc sống còn thể hiện như thế nào? Cô mời các em quan sát hình ảnh và cho biết nội dung của bức tranh nói lên điều gì. Đây là hai bức tranh có nội dung về bạo lực học đường và đánh bạn. Có bạn nhìn thấy bạn mình bị đánh thì không vào can ngăn, còn chụp ảnh, quay phim. Đây là hành động sai trái, chúng ta cần phải loại bỏ. Vậy trái với yêu thương con người là gì? Trái với yêu thương con người đó là sự vô cảm, ích kỷ, thờ ơ trước khó khăn, đau khổ của người khác. Bây giờ cô sẽ giới thiệu với các em một bức thư của một bác phụ huynh gửi đến học sinh chúng ta về vấn đề bạo lực học đường. Cô đã sưu tầm ở trên mạng. Khi các em nghe bức thư thì các em có suy nghĩ gì? Thông điệp mà bác phụ huynh đã gửi đến chúng ta qua bức thư là gì? Bây giờ cô mời các em nghe bức thư. Các cháu học sinh thân mến, bác có vài lời gửi đến các cháu về vấn đề bạo lực học đường. Hiện nay, vấn đề bạo lực học đường đang là vấn đề nỗi lo chung. Nó gây ra những hệ lụy không hề nhỏ, làm đau đớn thể xác và tinh thần của người bị bạo hành, làm cho các bậc phụ huynh và thầy cô giáo phải lo lắng. Các cháu thân mến, ở nhà chúng ta có cha, mẹ và anh chị em, ở trường chúng ta có thầy cô và bạn bè. Cha mẹ mình thương mình như thế nào thì cha mẹ bạn thương bạn như thế đó. Ai mà không bằng da bằng thịt, ai mà không do cha mẹ mình sinh ra, mình đánh bạn đau, tội nghiệp bạn. Rồi có những bạn không vào can ngăn, không bảo với thầy cô, đứng xem, quay phim. Giả sử người bị đánh, đó là mình hoặc là em của mình bị người khác đánh, người khác quay phim, em suy nghĩ như thế nào? Các cháu hình dung thử xem tâm trạng của phụ huynh ra sao. Khi phụ huynh đang đi làm thì nhận được điện thoại báo tin con mình bị bạn đánh, đang nằm ở phòng y tế. Hay là phụ huynh nhận được điện thoại là con mình đang bị xử lý trong phòng giám thị vì đánh bạn. Có buồn không? Khi người ta nói cha mẹ không biết dạy con. Người xưa có câu, bầu ơi thương lấy bí cùng. Thiệt nghị, tất cả mọi việc chúng ta có thể giải quyết bằng lời nói. Trong sự ôn hòa không nên dùng bạo lực với bạn bè. Kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai của người khác. Kẻ mạnh là kẻ phải biết giúp đỡ người khác đến chính đôi vai của mình. Vài lời nhắn nhủ các cháu, mong các cháu luôn là con ngoan, trò giỏi, với tinh thần đoàn kết, yêu thương, nhân ái, để tô đậm thêm những kỷ niệm đẹp bên thầy cô, bạn bè trong quãng đời học sinh các cháu nhé. Thông điệp mà bác phụ huynh đã gửi đến cho chúng ta là phải biết yêu thương, giúp đỡ nhau, không đánh bạn, không bạo lực học đường, giải quyết mâu thuẫn trong ôn hòa. Đừng vung tay mà hãy cầm chặt tay, đoàn kết, yêu thương. Bạo lực là vi phạm pháp luật. Bây giờ chúng ta sang một hoạt động tiếp theo, đó là luyện tập. Hưng đang là học sinh lớp 6, Hưng thương đồng bào, thương người dân. Em muốn làm cái gì đó, muốn đến với đồng bào vùng sâu vùng xa làm những điều tốt đẹp cho họ. Nhưng bây giờ Hưng mới chỉ là học sinh lớp 6 thôi, em chưa thể làm điều đó được. Hỏi, theo em, Hưng phải làm gì bây giờ? Ngay từ bây giờ, Hưng phải cố gắng học thật giỏi, làm những việc trong khả năng của mình như mua tâm nhân đạo, giúp đỡ các bạn trong học tập, thăm hỏi, động viên những người già neo đơn, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, vân vân, nuôi dưỡng ước mơ của mình để lớn lên Hưng có thể thực hiện được nó. Như căn nhà cửa mở hướng nào thì gió sẽ vào hướng đó. Bây giờ cô mời cả em nghe một bài hát. Tôi từng mong đời trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi. Tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thời, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đây áp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sớm như đóa hoa lành tỏa ngát hương thơm cho đời, sớm với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Khi chúng ta trao đi tình yêu thương thì chúng ta sẽ nhận lại muôn vàn tình cảm của mọi người xung quanh. Giá trị những người nhận được tình yêu thương sẽ như thế nào? Đó là nội dung thứ 3 của bài mà cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu trong tiết học hôm sau. Sau khi buổi học hôm nay kết thúc, các em hoàn thành các nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ thứ nhất đó là phần bài tập. Các em sẽ làm bài tập thứ nhất, tự làm một bông hoa và viết lời yêu thương vào các cánh hoa để thể hiện tình yêu thương với bạn bè trong nhóm, trong lớp hay với người thân trong gia đình. Câu số 2, sưu tầm những bức tranh, bài hát, câu thơ, câu chuyện thể hiện tình yêu thương giữa con người với con người và dán vào một tờ giấy lớn để làm thành bộ sưu tập về chủ đề này. Nhiệm vụ thứ 2 đó là chuẩn bị bài mới. Các em đọc thông tin và trả lời câu hỏi gợi ý trang 12, 13 sách giáo khoa. Nhà văn Pháp đã gửi đến cho chúng ta một thông điệp: người hạnh phúc nhất là người đem hạnh phúc đến cho nhiều người nhất. Em có suy nghĩ gì về giá trị của yêu thương con người qua thông điệp trên? Qua buổi học hôm nay, cô mong rằng các em có thể thực hiện được những việc làm yêu thương con người với ông bà, cha mẹ, với các bạn trong lớp, với thầy cô giáo và những người xung quanh. Cảm ơn các em đã tham gia buổi học hôm nay. Chúc các em một tuần học thật vui vẻ. Hẹn gặp lại các em trong buổi học tiếp theo. Chào tạm biệt các em.